Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái bình xịt 16 lít. Anh em dùng bình 12V. Đó, cái đây là cái dòng mà anh em có thể mua về, anh em có thể phun xịt thuốc nè, rồi có thể phun cồn để chúng ta vệ sinh khử khuẩn rồi ha. Thì cái bình này nó là tích hợp luôn cả cái bình ắc quy nằm bên trong luôn rồi, máy motor nằm bên trong luôn rồi, chúng ta mua về chúng ta chỉ có xài thôi và giá khá là mềm luôn, chỉ có 820 ngàn thôi nha anh em. 820 ngàn thôi, khá là rẻ. Đổ nước, đổ dung dịch vô, bật cò là nó chạy thôi. Trang bị nó rất là nhiều cái phụ kiện nằm bên trong để chúng ta có thể chúng ta xài nha. Cái bình này thì nó sẽ được kích hoạt bảo hành bằng điện tử nha, cái thứ nhất. Rồi nó sẽ có cái hotline, ví dụ trong quá trình sử dụng mà anh em có vấn đề kỹ thuật vậy gọi hotline. Thay vì bình thường anh em gọi cho bên cửa hàng bán không này, không này hãng nó có số hotline luôn, có bán vốn gì gọi cho nó. Hôm trước mình khui ra cái thùng cái rồi, tiếp tục anh em ha. Cái bình này hơi to ha, khi mình đưa vô nó hơi bị đứt cầm, bít cam luôn. Bình này 16 lít nha, khá là to. Đây, trang bị theo một cái ống nè. Cái ống này hay lắm nha anh em, bình thường ống này chúng ta có thể kéo dài được nha, kéo dài anh em xả này ra đó, xả đầu ra nè, kéo lên đó, này kéo lên nha, kéo maximum nè. À, khi mà kéo nha anh em lưu ý nha, trên đây nó có cái xin, anh em kéo xong anh em mới siết lại nha, chứ anh em không siết là nó bị xì á. Chúng ta muốn kéo thì chúng ta xả cái này ra ha, đưa lên đưa xuống cho nó nhẹ, chứ chúng ta để luôn mà tôi kéo luôn là nó sẽ bị xì cái ron ron này nè. Đây nó có cái xin rồi thấy không, nó đưa xin vô nè, chúng ta siết lại nè là nó ép cứng lại ha. Anh em xài lưu ý giùm này nha. Đó, muốn kéo lên thì xả này ra, kéo lên có xuống ha. Rồi ống này kéo lên có xuống được nha. Rồi trên đây thì nó sẽ có một cái dây nối này nè, dây nước. Cái dây này cao su này khá là xịn nha anh em, nó không phải dây màu đen mà cứng cứng đâu nha, dây này dây dẻo nè. Ồ, nó xịn ghê. Rồi phụ kiện nằm trong cái thùng này nè, có 820 ngàn thôi mà tính ra nó cũng khá là rẻ ha. Ở phía sau đây nó có một cái tấm, khi anh em đeo vô á nó sẽ có một cái tấm làm đệm lưng nè ha, mát lưng nó không có bị cứng. Rồi nắp nằm ở đây, trong cái nắp này sẽ có lưới lọc, trong lưới lọc nó có nhiều đồ nè, nè dây đeo ha, một cặp dây đeo, quên, một hộp dây đeo, một cục adapter sạc. Cái bình sẽ có bình nó quy sẵn trong rồi nha. Rồi sách hướng dẫn nè, rồi cái túi đây hết rồi nha. Đó, cái túi này rất là nhiều đồ trong đây. Đây đồ thì nó bao la, nó sẽ trang bị chúng ta là một cái giòi nè, hai cái giòi, ba cái bát nè, bốn cái bát nè anh em ha, năm cái bát nè. Đó, nó trang bị chúng ta là năm cái bát, một bát, hai bát, ba bát, bốn bát, năm bát. Anh em muốn xịt cái kiểu gì thì anh em thay cái bát nó vô xịt thôi nha, trang bị là năm bát nha. Rồi trang bị chúng ta thêm là ba cái cọng dây sin, ba cọng dây sin này nè. Cái trong đây nó chưa có sin nha anh em, mua về anh bỏ cái dây sin trong đây nè, này chưa có sin này nó bỏ vô. Rồi bỏ vô thì khi đó anh em mới nói dặn là vô được nha, đây dặn là vô nè. Đó, chúng ta không có bỏ xin vô là chúng ta nó bị xì á. Còn cái van này ha, khóa. Còn cái cọng này nè, hỏi xin cái cọng này thì nó đã thiết kế cái gù như nè, chúng ta nhét cho đây. Nó siết lại thôi là nó cứng. Mấy cái miếng nhựa nhựa này anh em đừng có siết cứng quá nha, không cứng nó không có tác dụng gì đó, siết vừa tay thôi. Nó không xì nước là được. Mấy cái này có xin cái bọng hết rồi, siết không xì nước là được, đừng có siết quá nha. Siết quá nó không có bền cho sản phẩm đâu. Gạt lên gạt xuống thôi nha. Đó, gạt lên gạt xuống như nè, là mở van ha. Rồi, còn khi mà xài cái gì á thì chúng ta sẽ gắn đầu vô đây. Ví dụ chúng ta xài cái bát này thì trên đây có xin sẵn là xiết cái bát này vô. À, bát này bát nhựa cũng vậy. Ha, xiết nó vừa đủ thôi nha. Mạnh quá là không có được. Anh em biết nhựa xiết mạnh quá là nó bị tét á. Xài bát này ha, hoặc là xài bát này. Này hai bát nè. Ta xiết vô đây. À đó. Rồi ha, vừa tới thôi. Hoặc là chúng ta xài cái bát đồng này. Bát này chúng ta xiết vô đây. À, chúng ta muốn xài bát gì chúng ta xài. Ha. Rồi chúng ta chỉnh bát nằm ở trên đây ha, đầu này sẽ chỉnh bát ở đây nè. Đó, ok ha, thì có lẽ cái máy này anh em mua về xịt cồn khử khuẩn nhiều hơn, hoặc là chúng ta xài cái chùm này á, trường này vô đây nè, ok nè. Đó, à, cứng ngắt ha, cái chùm mà phun này nè, phun đó là vậy ha. Đó là về cái bát. Rồi về cái máy thì sao,
Về cái máy thì cái máy nó trang bị chúng ta ở trên đây, ở cái bịch này nó trang bị thêm cái núm này. Cái núm này anh em phải nhét vào đây nè nha, đó cái núm này nó không gắn sẵn đâu, để trong bịch á anh em nhét vô. Rồi chúng ta bật lên, trong đây hai con lắp, anh em muốn xài full á, ha, xài full không qua trên tóc thì bật liền luôn, là máy bơm bơm liền luôn. Chúng ta khi bấm vô cái là nó máy bơm liên tục mà chúng ta xài thôi. Rồi nó có áp lực thì chúng ta nó sẽ ngắt. Còn khi mà chúng ta muốn chỉnh thì chúng ta xoay cái nút này, cái này anh em off nha, chúng xoay lên đó, chỉ từ từ lên nè. Maximum giảm từ từ xuống, anh em muốn cho nó tiết kiệm thì giảm từ từ xuống, khóa lại nha. Còn mình không muốn xài cái này thì một lần khóa cái luôn là maximum luôn, chúng ta xài nha anh em, maximum luôn xài. Thì cái lý con này nó xài nó dễ anh em ha, mở van thì nó sẽ xịt, còn khóa van là tự động nó ngắt, nó vậy thôi. Rồi còn như đây thì nó sẽ có một cái đồng hồ thể hiện cái vol này nè, anh em xài đó thấy không, đây nè nó chạy thì nó hiển thị vol đấy ha. Ok ha. Rồi bên cái bên này núm sạc, cái núm mà gắm cái dây vô nè, đây cái dây này nè anh em cắm vô trong đây ha. Rồi cái này em cắm vô điện là nó sẽ sạc, nó sạc cho cái bình ắc quy cho chúng ta nha, sạc bình ắc quy. Thì cái bình này nè nó là chứa là 16 lít, thời gian sạc đầy á, là 6 tiếng đồng hồ, và thời gian sử dụng liên tục thì từ 4 đến 6 tiếng là nó hết, tùy nha anh em, chứ không có một cố định 4 hoặc là 5 hoặc 6, không có, từ 4 đến 6 tiếng nó có một cái hoa dao động vậy đó, có thể là hơn 4 tiếng xíu hoặc là hơn 5 tiếng xíu, tùy theo thời điểm ha. Đó là về thời gian. Còn về bảo hành cái bình này thì phải bảo hành 3 tháng thôi. Mua về thì mình kích hoạt cái điện tử này nha, kích hoạt điện tử ở đây, nhắn tin số series đây, thì khi anh em mua thì bên cửa hàng mình sẽ kích hoạt sẵn luôn. Trên đây sẽ có cái tem này nè nha, kích hoạt điện tử, rồi số này số hotline trung tâm bảo hành, trục chặt cái máy gì thì mình có thể mình gọi điện cho kỹ thuật mình hỏi luôn, khỏi phải qua bên cửa hàng bán luôn á. Anh em mình mua này về xong là tự động liên hệ bên đây luôn. Hàng này thì bên công ty ở Việt Nam nó phân phối nha, công ty lớn ở Việt Nam phân phối nên nó sẽ có thông tin đầy đủ từ kích hoạt bảo hành, từ kích hoạt bảo hành điện tử, từ chăm sóc khách hàng ha, rồi địa điểm bảo hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là rất là tiện khi anh em xài những cái sản phẩm như thế này nha. Cái motor thì nằm bên dưới, rồi nó sẽ có hai cái lưới lọc ở trong đây, nó có cái bên dưới này thấy không, cái cục đen đen dưới thêm có lưới lọc tinh dưới nữa kìa nha. Cái máy này nó có hai cái lọc luôn, anh em đổ nước vô thì sẽ có một cái lọc thô như thế này ha, ráp lại. Rồi ở dưới bên dưới thêm cái lọc nữa ha. Đó, còn nút bên này gì đây, này nó không có gì nha, cái này không mở được ha. Rồi vậy thôi, 820.000 cho một cái bình xịt 16 lít như vậy thì quá rẻ rồi anh em á, quá trời rẻ luôn. Cái này thì motor đơn nha, chứ không phải kép nha anh em, kép nó mất tiền lắm, hơn triệu, triệu mấy á. Thì cỡ này chúng ta xài được rồi, motor đơn ha, phun là ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ nước vô nha, bỏ nước vô và test thử thôi nha, bỏ nước vô và test thử để mình xem có cái cục sạc này nó cắm vô nó sạc như thế nào. Sẵn ở đây cắm sạc cho anh em xem luôn ha. Đó. Đây mở dây sạc ha, mở này ra nè, nhét này vô nó có ba cháu. Được ha. Rồi đây, rồi rồi cắm nguồn vô ha. Đó, báo đỏ là nó sạc anh em á, đây cái đèn báo đỏ là đang sạc nè nha, cái đèn này nè báo đỏ là đang sạc. Còn anh em hồi nãy chưa báo á, đây cái ổ điện mình nó hơi lỏng chút thì cái nguồn này ra đây báo đèn màu xanh, em cắm vào đây báo đỏ là đang sạc ha. Đó, anh em sạc 6 tiếng đồng hồ nha là nó sẽ đầy rồi, vậy thôi. Ok ha, giờ đổ nước vô thử coi cái vòi nó phun như thế nào, anh em chờ chút nha. Rồi tiếp tục ha, sau khi mình đổ nước vô rồi nha anh em, khóa van lại, mình sẽ bật cái công tắc nguồn lên, bật cái này là on nè, bật một phát on lên ha. Rồi motor nó chạy và nó sẽ nén nè, nó khóa là rồi nè ha, motor nó chạy đó anh em. Thì mình xài là full luôn ha, xài là maximum luôn, không quan nắm chỉnh. Thì bây giờ mình sẽ thử cái bát này nha, thử từng bát cho anh em xem nha. Trong đây thì nó, nếu mà xịt thì hơi nước, mình lấy cái đầu mình chỉnh lại. Đây nó chỉnh nè. Khi xài thì nó sẽ báo cái nguồn lên đây nè, anh thấy không, hai cái đồng hồ đó. Rồi mình mở cái van ra xịt vào đây nha.
xịt thẳng, hai là xịt thẳng và chỉnh van nó xè. Ok ha, xè anh em. Wow, khóa ngon luôn á. Đó. Wow, mạnh quá. Chở xíu, nước nhiều quá. Rồi, mình sẽ thay cái này bằng cái này. À, anh em xem nha. Chỉnh nè. Đó. Ngon quá, xin bơm nãy giờ. Chỉnh nè. Đó, chỉnh nè. Cài khóa lại. Ha. À. Cái này là cái mình chạy maximum. Còn khi mà anh em mà muốn chỉnh thì mình tắt on off đi, sẽ chỉnh nè. Chỉnh cái van nó chạy nhẹ. Chạy yếu lên nè. Ha, mình chỉnh maximum lên nè. Đó. Ha, chỉnh lại. Đó. Thì đó là cái van này. Kế tiếp mình sẽ thử cái van kế tiếp ha. Van này đi. Van này thì chắc là nhiều hơn nè. Rồi, em xem nha. Hãy siết cứng lại. Okay. Cái van này chúng ta siết lại nó không có xì nha. Đây. Đó, ô cái này xài ngon nè. Cái này xài nước hơi bị nhiều á. Đó. Nè thấy không? Xịt này hơi nhiều quá. Hết nước rồi, mình chờ chút. Rồi, thì mình sẽ thử qua cái van này. Ha, từng van cho anh em xem nha. Van này đi, này hai cái nè. Bất ngộ. À, double hai cái van này nó chạy nhiều lắm ha, hai van này đó, đó là hai van, còn một cái nhỏ nữa đây, cái dạng nhỏ này. Ok rồi. Ô này xịt, là xịt thẳng này, giờ đi xịt rửa nha chứ không có tưới đó, này dò xịt rửa. Rồi còn cái cuối cùng đó là cái này đi xịt như nào đây, này chắc xịt dẹp rồi. Xiết lại đó, cái này nó có cái van. Wow, nè em này ngon nè. Đó, cái này như chúng ta xịt nó xịt dạng xòe ra, nó dạng dẹp như thế này nè. Đó, chúng ta ví dụ chúng ta có xịt khuẩn cũng được hay nè. Nè thấy không? Đó nè, thấy không? Đó nó tươi nè, thấy không? Dạng tươi nè, anh nè thấy không? Đó ngon luôn. Rồi hết rồi, đó là tất cả những cái bét đó ha. Tất cả những cái bét đó. Thử cho anh em xem á. Rồi ok, anh em đang có nhu cầu mua về cái sản phẩm này cứ liên hệ số điện thoại bên dưới mua hàng nha, giá tại cửa hàng chưa bao giờ biết ship. Đó. Hiện tại thì các đơn vị vận chuyển anh em nói với cái thùng này thì nó còn cồng kềnh. Nếu anh em mua thì mình sẽ hỗ trợ vụ giao qua bên Vietjetbot thôi nha. Mới chứ mấy thằng này bên dạng bưu điện nó chưa có hỗ trợ đâu, tại vì cái cục này hơi to nhá. Nó hơi to. Thì hiện tại giờ cửa hàng mình đang bán với giá chỉ có 820.000 cho cái máy phun như vậy thôi nha. Anh em nhu cầu mua thì mình mua về mình xài. Thì hiện tại giờ giá cũng khá là mềm nha. Khá là mềm đối với sản phẩm này luôn anh em. Một trang bị đầy đủ sản phẩm hết, đầy đủ dụng cụ hết. Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ xuống thầm dưới được mua hàng. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship, anh em ở tỉnh nó xa còn không làm còn thêm tiền ship nha. Một nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.